Ủy ban nhân dân huyện Krông Bông tỉnh Đắk Lắk xác nhận tại địa bàn xã Giang Mào vừa xảy ra vụ việc cây rừng ngã đổ đè trúng nhóm người trú mưa khiến 3 người tử vong và nhiều người khác trọng thương và nhập viện cấp cứu. Các nạn nhân được xác định cùng trú ở huyện Krông Bông tỉnh Đắk Lắk. Sáng ngày 14 tháng 11, khoảng 10 người dân ở xã Chư Pui huyện này vào rừng ở xã Giang Mào để tìm lan rừng và hái nấm. Đến trưa qua, do ảnh hưởng của bão, trời xuất hiện mưa to, gió lớn, nhóm người trên đã tìm đến một gốc cây cổ thụ trú mưa thì bất ngờ bị cây đổ đè trúng. Ngoài 3 nạn nhân tử vong thì còn nhiều người khác bị thương. Nhóm người gặp nạn đều là bà con thân thích. Ngay sau vụ việc xảy ra, những người may mắn không bị thương đã chạy về báo cho người thân và chính quyền địa phương đến hiện trường ứng cứu. Tiếp theo là những thông tin cập nhật về tình hình mưa lụt tại các tỉnh thành miền Trung. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, mặc dù mưa đã ngớt trong hơn 12 giờ qua, nhưng mà phần lớn vùng dân cư ở Thừa Thiên Huế vẫn còn ngập sâu, giao thông vẫn tiếp tục bị chia cắt do nước lũ rút xuống rất chậm. Tại khu vực bên trong kinh thành Huế, lúc 9 giờ sáng nay, nước đã rút bớt gần 1 mét so với cùng giờ này ngày hôm qua. Tuy nhiên, đa số các tuyến đường vẫn còn ngập từ 30 đến 50 cm. Người dân vẫn còn đi lại bằng ghe thuyền trên một số tuyến đường. Ở một số tuyến đường ven sông Hương, nước gần như rút hết theo đổ xuống của mực nước sông. Tuy nhiên, tại các khu đô thị mới của Huế như An Cửu City, An Vân Dương, nước vẫn còn mênh mông, người dân chỉ có thể dùng thuyền để di chuyển. Hôm nay và ngày mai, tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn tiếp tục cho học sinh nghỉ học. Một số vùng có địa bàn thấp trũng ven biển, ven đầm phá như Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc, học sinh có thể nghỉ dài ngày hơn do hiện nay nước lũ sông Bồ rút rất chậm. Dự kiến trong 2 ngày tới, mực nước sông Bồ vẫn còn cao hơn mức báo động 1. Đến 10 giờ sáng nay, mực nước trên sông Hương và sông Bồ tiếp tục giảm xuống dưới mức báo động 3 từ 20 đến 30 cm. Từ chiều tối qua và sáng nay, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ, ngập lụt tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua cái kiểm tra thì chúng tôi cũng đánh giá là bà con khá là chủ động, có kinh nghiệm và cũng khá chủ động trong cái ứng phó với cái đợt lũ này. Các cơ quan chuyên môn điều hành xả lũ trước để đón lũ cũng là vận hành gần như là thời gian thực đối với các hồ trong cái thời điểm mà căng thẳng mà giảm thiểu tối đa cái ngập lụt. Trong chuyến công tác liên ngành, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã gửi đề xuất tới Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hiệp quốc FAO Việt Nam và được chấp thuận kích hoạt gói hỗ trợ cho 731 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 7 xã của vùng ngập sâu tỉnh Thừa Thiên Huế. Mỗi hộ gia đình được cứu trợ sớm 1,8 triệu đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh đã hỗ trợ bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế để cấp phát tiền cho các hộ dân ngay sau khi tiếp nhận từ FAO. Còn tại tỉnh Quảng Trị, lượng mưa phổ biến trong những ngày qua từ 100 đến 230 mm, đặc biệt là khu vực huyện Hải Lăng. Lượng mưa trong ngày lên đến 400 mm. Một số sông đã lên mức báo động 3, gây ngập lụt nhiều nơi ở vùng trũng Hải Lăng. Thông tin từ phóng viên Hồ Chiến về công tác ứng phó với mưa lũ tại đây. Ngay từ chiều cho đến tối ngày 15 tháng 11, trên địa bàn của huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị mưa còn rất là to và nước các con sông lên rất là nhanh. Hiện nay thì các lực lượng chức năng như công an, quân đội cũng như xung kích của các xã trên địa bàn huyện Hải Lăng đang tiến hành di dời dân trong một cách khẩn trương, và công tác di dân vẫn diễn ra liên tục làm sao để cho các hộ dân ở vùng thấp được lên vùng cao an toàn. Với phương châm di dời xen ghép từ vùng thấp lên vùng cao, từ nhà thấp đến nhà cao và di dời tập trung, hiện huyện Hải Lăng có khoảng gần 1.000 hộ dân đã di dời đến nơi an toàn. Bên cạnh việc di dời, tỉnh Quảng Trị cũng chỉ đạo các địa phương cần có phương án đảm bảo các nhu cầu thiết yếu cho người dân trong những ngày di dời. Hiện tại ở huyện Hải Lăng đã có khoảng 6.000 nhà dân bị chia cắt do ngập lụt và tắc đường giao thông. Mưa lũ ở Quảng Trị vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Lũ đã làm chết 1 người, 2 người mất tích ở huyện Vĩnh Linh và huyện Hướng Hóa. Nhiều tuyến đường giao thông, kè biển, đê thủy lợi bị sạt lở nghiêm trọng. Hơn 50.000 cây giống lâm nghiệp bị ngập, gần 120 hectare cây ăn quả bị chìm trong nước. Hơn 1.000 con gia súc gia cầm bị chết và cuốn trôi. Quảng Trị đang tiếp tục triển khai các phương án để ứng phó với mưa lũ. Về vụ hai vợ chồng mất tích sau khi vượt suối Nguồn Rào ở xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vào khuya ngày 13 tháng 11, công an và lực lượng quân sự huyện vẫn đang sử dụng cano mở rộng khu vực tìm kiếm ra lòng hồ thủy lợi thủy điện Rào Quáng, trong khi hàng trăm người khác nỗ lực tìm kiếm dọc suối Nguồn Rào.
Thưa quý vị, miền núi Quảng Nam cũng đã liên tục có mưa lớn hai ngày qua. Để đảm bảo an toàn hồ đập điều tiết lũ, theo yêu cầu của tỉnh này, 5 thủy điện lớn trên thượng nguồn sông Thu Bồn và Vu Gia tăng lưu lượng xả nước. Mục đích đợt xả nước này là tăng dung tích phòng lũ, tạo không gian đón đợt mưa lũ mới sắp tới. Hiện nay, lưu lượng nước về các hồ đang tăng nhanh. Tại lưu vực thủy điện sông Tranh 2, lượng nước về hồ hơn 1.600 mét khối một giây. Từ đêm qua, đơn vị này đã vận hành xả nước với lưu lượng 1.000 mét khối một giây. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu đơn vị quản lý các hồ thủy điện sông Bung 2, A Vương, sông Tranh 2 vận hành đảm bảo mực nước không lớn hơn cao trình mực nước đón lũ thời kỳ 16 tháng 11 đến 15 tháng 12. Riêng thủy điện Đắc Mi 4 hiện nay, đơn vị vận hành xả hơn 300 mét khối một giây và sẽ tăng lưu lượng xả nước về hạ du nếu có mưa lớn bất thường. Trong thời gian các hồ xả nước, các đơn vị vận hành phải theo dõi liên tục mực nước trên các sông với thời gian 30 phút một lần. Trong trường hợp có dấu hiệu ngập lụt vùng hạ du, cơ quan chức năng sẽ yêu cầu các hồ dừng ngay việc xả nước. Tỉnh Quảng Nam yêu cầu các hồ thủy điện tổ chức vận hành theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa, đồng thời thực hiện thông tin, thông báo đến chính quyền và người dân vùng hạ du được biết về công tác vận hành điều tiết hồ. Hiện công tác vận hành xả nước tại Quảng Nam đang được duy trì ở mức tối đa. Tuy nhiên, lo ngại nhất lúc này là hệ thống giao thông ở miền núi bị hư hỏng do sạt lở. Như tại quốc lộ 14A nối từ Quảng Nam lên đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên bị sạt lở, nhiều phương tiện bị kẹt giữa rừng từ chiều hôm qua đến nay. Nhóm phóng viên Đỗ Vinh Đình Hiệp đưa tin từ hiện trường. Tôi đang có mặt trên tuyến quốc lộ 14A đoạn qua huyện Phước Sơn. Đoạn tuyến đường này thì giáp với tuyến đường Hồ Chí Minh. Tuy nhiên từ ngày hôm qua đến giờ thì khu vực này bị sạt lở rất là nghiêm trọng. Ở toàn bộ khu vực này thì những đầu núi trên này bị tràn xuống hàng ngàn mấy khối đất đá và giao thông thì bị tê liệt hoàn toàn. Hiện nay thì khu vực từ Hiệp Đức lên huyện Phước Sơn là bị chia cắt, hàng loạt các phương tiện giao thông thì bị ùn ứ và chưa biết khi nào là tuyến đường này sẽ thông. Mưa gió sạt lở đi lại rất là khó khăn. Chờ từ sáng đến giờ mà chưa thông được đường để về cái gia đình. Mà mùa mưa đây là những đường này nguy hiểm không anh? Nguy hiểm, phải sạt lở. Hiện nay cái đơn vị thi công có làm nhiều thì cái nguy cơ sạt lở cao. Rất cao. Mà hiện nay thì mưa rất lớn và tình hình sạt lở thì càng diễn biến phức tạp. Theo thông tin từ tỉnh Quảng Nam thì hiện nay các tuyến quốc lộ và tuyến tỉnh lộ thì đã có nhiều điểm sạt lở. Hàng ngàn mét khối đất đá thì đang tràn xuống đường ngay như tuyến quốc lộ 40B, 14A này. Vì vậy mà cái công tác mà xử lý những cái điểm sạt lở này cần có sự vào cuộc của lực lượng quản lý đường bộ và lực lượng chính quyền địa phương. Chiều hôm qua 5 giờ chiều là nó bị sạt lở, là bên chỗ đơn vị đã huy động hết thiết bị máy móc ở công trường ra để thông tuyến, nhưng mà cái khối lượng đất đá nó rất lớn nên là đến 9 giờ đêm mà trời mưa to quá là đơn vị tạm dừng, thì sáng nay lại tiếp tục cho xe máy thiết bị ra làm để thông tuyến. Cố gắng trong buổi sáng hôm nay là thông được đoạn đường này. Vâng. Dự báo là có thể sạt lở lại không anh? Vâng, chắc chắn là nó phải sạt lở lại. Hiện nay mưa lớn vẫn còn tiếp tục và chính quyền địa phương cảnh báo rằng là nguy cơ sạt lở cao, nhiều khu dân cư có thể là bị sạt lở. Và cũng trong ngày hôm nay thì huyện Bắc Trà My đã tiến hành sơ tán hàng ngàn hộ dân ở khu vực sung yếu để mà đến nơi an toàn. Và nếu mà tình hình mưa lớn vẫn tiếp tục thì cái số lượng những người mà những di dời sơ tán phải tăng lên, vì cái nguy cơ mà sạt lở đất thì có thể là diễn ra theo cái... Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương liên quan tập trung ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tập trung chỉ đạo, chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân. Tổ chức cứu trợ khẩn cấp lương thực, nhu yếu phẩm đối với các hộ dân có nguy cơ thiếu đói, nhất là những hộ dân buộc phải sơ tán do ngập lụt sạt lở, các hộ dân ở khu vực bị ngập sâu chia cắt, không để người dân bị đói rét, không có chỗ ở, chỉ đạo công tác khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, vệ sinh môi trường, khôi phục các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, học tập của học sinh,
ngay sau khi lũ rút. Theo dự báo, không khí lạnh mạnh tăng cường xuống kết hợp với đới gió đông trên cao sẽ tiếp tục đẩy ẩm vào và gây mưa lớn cho Trung Bộ trong hôm nay. Khu vực từ Thừa Thiên Huế tới Bình Định sẽ là tâm mưa lớn nhất với lượng từ 150 đến 250 mm, có nơi trên 400 mm. Khu vực từ Quảng Trị, Phú Yên đến Ninh Thuận là tâm mưa thứ hai với lượng từ 100 đến 150 mm, có nơi trên 250 mm. Mưa trút xuống dồn dập có thể gây ra sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi và ngập úng ở các vùng trũng thấp, các khu đô thị. Ngoài ra trên các sông Quảng Trị tới Phú Yên, trong hôm nay và ngày mai sẽ xuất hiện một đợt lũ do mưa lớn. Đêm qua đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Nam sạt lở nhiều đoạn, mưa lớn, đất đá từ ta luy dương tràn xuống đường, thậm chí cây lớn từ trên rừng bị đổ chắn ngang đường, nhiều phương tiện giao thông bị ùn ứ, phải mất nhiều giờ lực lượng chức năng mới thông tuyến tạm thời. Thông tin của phóng viên Đỗ Vinh và Đình Hiệp ghi nhận trên đường Hồ Chí Minh trong đêm qua. Tôi đang có mặt tại đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn. Từ chiều tối hôm qua đến giờ là tình hình sạt lở trên đoạn tuyến này diễn ra rất là phức tạp. Ngay phía sau lưng chúng tôi đây thì có một điểm sạt lở dài hàng chục mét. Và hiện nay thì lực lượng chức năng đang cố gắng để mà dùng các cái thiết bị chuyên dụng để mà thông tuyến. Tuy nhiên cái tình trạng mà mưa lớn còn tiếp diễn thì tình trạng sạt lở càng kéo dài. Và cái đơn vị chức năng thì xử lý cái điểm sạt lở này rất là khó khăn. Và để mà đảm bảo an toàn giao thông thì hiện nay lực lượng chức năng đã bắt đầu là phong tỏa hai đầu, điều tiết các phương tiện giao thông. Một số các phương tiện giao thông là cần phải tìm những cái nơi nào đổ an toàn. Bởi trên đường Hồ Chí Minh hiện nay thì cái nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào. Và trong đêm nay thì lực lượng chức năng đã huy động toàn bộ lực lượng để mà giải phóng những cái điểm sạt lở này càng sớm càng tốt. Đêm là cũng điều động máy móc thiết bị, nó điểm nào mà nó tắt đường thì đã sẵn sàng đưa máy móc tới thông tuyến. Và trước tiên là thông một làn để thông xe đã. Phía Nam thì công an đã điều tiết đi đường bao của đường Khâm Đức đi về Võ Nguyên Giáp đi. Nó giảm cái lưu lượng như này. Thực khó khăn là do thời tiết cũng rất phức tạp, với buổi tối đó, nó sạt từ buổi tối cho nên là đi làm rất nguy hiểm. Cho nên là anh em cũng đi đảm bảo giao thông là cũng trời tiết nó mưa rồi cũng nhiều vất vả, nên là cũng phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nhóm phóng viên Đỗ Vinh, Đình Hiệp sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tình hình mưa lũ tại miền núi Quảng Nam trong phần sau của chương trình. Mưa lớn nhiều ngày qua cũng đã gây nên tình trạng sạt lở đất, gây hư hỏng nhiều tuyến đường và công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đã có tình trạng ách tắc và cô lập nhiều khu dân cư. Hiện công tác khắc phục đang được chính quyền và người dân các địa phương triển khai. Tại km 7+650, tuyến DT626 đoạn qua thôn Nước Nia, thị trấn Di Lăng, huyện miền núi Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Mưa lớn trong 3 ngày qua đã gây ra tình trạng sạt ta luy dương, một lượng bùn đất vùi lấp hoàn toàn mặt đường dài khoảng 100 mét. Cách đó không xa, cũng trên tuyến đường này, sạt lở đất đã làm ách tắc, ảnh hưởng việc đi lại của người dân. Cũng có rất nguy hiểm do nó lùa đất xuống nhiều quá đó. Mình cũng qua cũng anh em hơi bên em mình đi qua, anh phụ mình đẩy qua thôi. Chứ còn nếu mình đi xe một mình là đi không được. Mưa lớn trong những ngày qua đã gây ra tình trạng sạt lở đất tại nhiều khu vực miền núi của tỉnh Quảng Ngãi. Như tại vị trí này, một khối lượng đất đá đã đổ sụp xuống là làm hư hỏng cả công trình giao thông cũng như vùi lấp mặt đường. Hiện nay công tác khắc phục đang khẩn trương được tiến hành. Theo thống kê, có hơn 70 vị trí sạt lở ta luy, đất đá tràn ra mặt đường, lấp rãnh thoát nước. Nhiều công trình giao thông trên các tuyến đường quốc lộ 24, 24B, 24C cùng nhiều tuyến tỉnh lộ với khối lượng ước khoảng 7.500 mét khối gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ liền. Hiện công tác khắc phục đã được địa phương khẩn trương triển khai nhằm đảm bảo an toàn giao thông thông suốt. Chúng tôi thực hiện theo cái phương châm 4 tại chỗ. Những vị trí mà dễ mà sạt lở đứt ta luy âm thì chúng tôi bố trí rõ đó, gần vị trí đó. Khi mà nếu mà có đứt đường thì chúng tôi có thể là khắc phục ngay. Còn những vị trí khác mà qua theo dõi mà có khả năng mà sạt lở thì chúng tôi cũng bố trí xe máy thiết bị ở gần đó để khi mà xảy ra thì chúng tôi kịp thời hốc dọn. Hiện mưa lớn vẫn còn tiếp diễn tại khu vực miền núi, tình trạng sạt lở đất có thể tiếp tục xảy ra. Bên cạnh công tác khẩn trương khắc phục thì chính quyền các địa phương tiếp tục rà soát những điểm có nguy cơ sạt lở cao.
đồng thời có phương án sơ tán người dân trong khu vực nguy cơ tới nơi an toàn. Thông tin chúng tôi vừa nhận được tại km 64+400 và km 63+350 đèo Violac đang bị sạt lở, ô tô không thể lưu thông. Các tài xế cần lựa chọn cung đường di chuyển khác để đảm bảo an toàn.